Kính chào quý vị, xin cảm ơn quý vị đã chọn kênh truyền hình BRT để bắt đầu ngày mới của mình. Hy vọng những thông tin của chúng tôi sẽ hữu ích với quý vị. Thưa quý vị, trong cuộc sống có những vật dụng tưởng chừng như phải bỏ đi, nhưng qua khối óc bàn tay của con người thì nó trở thành những sản phẩm hữu ích. Những sản phẩm đó là gì? Ai là người sáng tạo ra chúng? Câu trả lời sẽ có trong Ai, thế nào, vì sao? Gõ cửa ngày mới hôm nay, vấn đề xuất khẩu Bà Rịa Vũng Tàu sẽ được đề cập. Nhưng trước tiên, mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại thông tin nổi bật đã diễn ra trong 24 giờ qua. Nhà có giá trị trên 700 triệu đồng sẽ bị đánh thuế tài sản. Đánh giá việc thí điểm đào chép hồ chứa nước sông Kinh và hồ sông Hỏa. Trao quà động viên thầy trò câu lạc bộ bóng đá Cream. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 23, chiều hôm qua 13 tháng 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật trồng trọt. Tại phiên thảo luận, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí về sự cần thiết ban hành luật trồng trọt trên cơ sở nâng cấp pháp lệnh giống cây trồng năm 2004 nhằm hoàn thiện khung pháp lý phát triển ngành trồng trọt theo chuỗi giá trị, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá cao các nội dung đổi mới của dự thảo luật trồng trọt cho chính phủ xây dựng. Các đại biểu đề nghị dự thảo luật cần quy định rõ một số nội dung để bảo đảm tính khả thi khi luật được ban hành, như lộ trình xây dựng, ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để kiểm soát được chất lượng giống, chất lượng phân bón, khai thác sử dụng vật liệu nhân giống, nguồn gen từ các cơ sở bảo tồn nguồn gen giống cây trồng thuộc hệ thống cơ sở bảo tồn của nhà nước để tránh lãng phí, thất thoát nguồn tài nguyên này. Mối quan hệ giữa công nhận giống cây trồng với bảo hộ giống cây trồng trong luật trồng trọt và luật sở hữu trí tuệ để tiện cho việc quản lý và áp dụng luật. Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần đầu về dự án luật chăn nuôi. Các đại biểu Quốc hội đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo lưu tâm đến tính khả thi và sự thống nhất của luật trong hệ thống pháp luật nói chung, nhất là những vấn đề về phạm vi điều chỉnh, làm rõ ranh giới giữa chăn nuôi và thủy sản, nghiên cứu phân định rõ các hoạt động nhà nước đầu tư, hỗ trợ khuyến khích một số khâu trọng yếu trong chăn nuôi. Trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ban soạn thảo sẽ tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật. Tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những đóng góp của thế hệ trẻ cả nước đối với những thành quả phát triển kinh tế xã hội của đất nước năm 2017 và quý 1 năm 2018. Thủ tướng cho rằng thời gian tới cần tăng cường các hoạt động nhằm phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong xây dựng, bảo vệ đất nước. Thủ tướng yêu cầu các cấp chính quyền và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đặc biệt lưu tâm đến vấn đề việc làm, hoạt động hướng nghiệp cho thanh niên, hình thành môi trường thuận lợi cho thanh niên phát triển năng lực lập nghiệp. Để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của giới trẻ, Thủ tướng cho rằng các cấp ngành địa phương cần tăng cường tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp với thanh niên để hỗ trợ hiệu quả theo nhu cầu cũng như phát huy tối đa vai trò xung kích sáng tạo của thế hệ trẻ. Hỗ trợ thanh niên, nhất là sinh viên các trường học, học sinh các cấp, thanh niên trong công ty, nhà máy, xí nghiệp, nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh lập nghiệp, khởi nghiệp trong thanh niên. Bây giờ ta đề cập vấn đề kinh tế trí thức, cách mạng 4.0, kinh tế số, kinh tế chia sẻ, v.v. Để chúng ta có một cái tri thức, kiến thức thành sức mạnh kinh tế của đất nước. Nó đi từ thanh niên, đi từ trẻ không? Thủ tướng đã đồng ý với nhiều đề xuất kiến nghị của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, trong đó có việc thông qua chủ trương giao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xem xét trình bổ sung nguồn vốn vay Quỹ Quốc gia về việc làm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tăng thêm 90 tỷ đồng trong giai đoạn 2018-2022, dự kiến giải quyết việc làm cho khoảng 5.000 lao động. Với tốc độ tăng năng suất lao động bình quân khoảng 4,7% giai đoạn 2011-2017, Việt Nam đang đứng trước nguy cơ bị tụt lại phía sau khi mà tốc độ tăng năng suất đang thấp hơn tốc độ tăng bình quân của GDP khoảng 6,21% cùng thời kỳ. Đây là nhận định được đưa ra tại diễn đàn Nâng cao năng suất lao động, đòn bẩy tăng trưởng kinh tế được tổ chức ngày 13 tháng 4 tại Hà Nội.
đa số doanh nghiệp và chuyên gia tham gia diễn đàn nâng cao năng suất lao động, đòn bẩy tăng trưởng kinh tế đều thừa nhận. Nâng cao năng suất lao động là để đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng và phát triển của chính phủ đặt ra, cũng như đáp ứng yêu cầu về năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng. Trong đó, nguồn nhân lực là yếu tố thành bại của sự phát triển. Để nâng cao năng suất lao động, chúng ta cần chú trọng đến yếu tố con người, bởi đây là nhân tố quan trọng trong việc phát triển mỗi doanh nghiệp. Nói chúng tôi tập trung đào tạo được nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật cao. Nhân sự của chúng tôi cũng đóng góp rất nhiều trong quá trình phát triển doanh nghiệp. Đồng thời với việc chú trọng vào nguồn nhân lực thì chúng tôi còn xây dựng cho các bạn những cái cơ hội thử thách để có chỗ đứng trong doanh nghiệp của mình. Năng suất lao động là một vấn đề quyết định sự thành bại của mỗi doanh nghiệp. Nhìn vào các nước phát triển có thể thấy chất lượng lao động của họ rất tốt. Họ đào tạo bài bản nguồn nhân lực chất lượng cao, coi trọng nguồn nhân lực là tài sản quý. Đó là lý do tại sao họ có năng suất lao động tốt. Và khi năng suất lao động tốt thì sẽ góp phần lớn vào sự tăng trưởng của nền kinh tế. Thực tế, tăng năng suất lao động của Việt Nam thời gian qua chủ yếu theo chiều rộng chứ chưa theo chiều sâu, chưa cải thiện năng suất lao động trong nội tại từng ngành kinh tế. Do đó, tốc độ tăng năng suất lao động của Việt Nam không thể hiện sự vượt trội so với các nước Đông Á và Đông Nam Á khác, và vẫn thấp xa so với Trung Quốc trong cùng kỳ. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến năng suất lao động của Việt Nam thấp và còn khoảng cách xa so với các nước trong khu vực ASEAN. Ở đây chúng ta thấy rằng là khu vực doanh nghiệp chúng ta thì cái năng lực về công nghệ nó vẫn còn ở cái mức rất là khiêm tốn, mà nếu như trong thời gian tới mà cái khu vực cái công nghệ của khu vực doanh nghiệp của chúng ta không được cải thiện thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà đến nâng cao năng suất thì sẽ rất là khó khăn. Thứ hai nữa là yếu tố về cái chất lượng nguồn nhân lực. Cái điều này không phải là mới, nó nói rất nhiều rồi. Tuy nhiên rằng là chúng ta thấy nhu cầu của các doanh nghiệp đối với cái chất lượng nguồn lao động ấy thì càng ngày nó càng tăng lên. Nhưng mà cái khả năng đáp ứng của ta rõ ràng là vẫn chưa được như mong đợi. Và cái điều này nó cũng ảnh hưởng phần nào tới cái việc là tăng cái năng suất lao động. Ở đây nhìn từ góc độ của khu vực doanh nghiệp, hiện phần lớn doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam chưa đạt được quy mô tối ưu để có được mức năng suất lao động cao nhất. Do đó, các chuyên gia kinh tế cảnh báo nếu Việt Nam vẫn không có những điều chỉnh kịp thời thì tốc độ tăng chậm của năng suất lao động sẽ kéo tăng trưởng GDP quốc gia xuống và Việt Nam sẽ rất khó đạt được mục tiêu của một nước công nghiệp hóa. Tiếp tục vòng quay 24 giờ là những thông tin kinh tế đã được ghi nhận. Thưa quý vị, chiều qua, vụ chính sách thuế Bộ Tài chính đã có buổi họp báo chuyên đề về những vấn đề xung quanh dự án luật tài sản. Điều quan trọng nhất là theo dự kiến, nhà ở có giá trị từ 700 triệu đồng sẽ phải nộp thuế tài sản. Dự án luật thuế tài sản dựa trên tổng hợp hai luật thuế sử dụng đất nông nghiệp và luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và bổ sung thêm các loại tài sản khác như là nhà, tàu bay, ô tô. Theo đề xuất của Bộ Tài chính, đất ở gồm đất ở tại nông thôn và đất tại thành thị cùng với nhà ở đều sẽ phải chịu thuế. Theo đề xuất của Bộ Tài chính, đối với nhà ở, loại tài sản đầu tiên bị chịu thuế, Bộ Tài chính đề nghị hai phương án. Một là nhà ở trên 700 triệu sẽ phải nộp thuế, hai là nhà ở trên 1 tỷ đồng mới phải nộp thuế. Cùng với đó, mức thuế suất tài sản chung cũng được đề xuất hai phương án, một là 0,3%, hai là 0,4% trên giá trị tài sản. Đây là dự án luật được xem là sẽ tác động đến hầu hết tất cả người dân. Như vậy là tôi nói là tác động đến mọi người dân trong xã hội, tác động rất lớn. Nhưng chúng ta phải nhìn ở đây, cho nên là trong khi trình bày, tôi đã nói trình bày là nó, kinh nghiệm quốc tế cũng là chỉ là kinh nghiệm quốc tế, nhưng mà phù hợp với điều kiện thực tế ở Việt Nam. Cho nên tôi đề xuất phương án là gì? Là ngưỡng, tức là tất cả mọi người bình quân như nhau. Tôi cứ lấy ngưỡng theo giá trị là 700 triệu hoặc chọn 1 tỷ. Tại buổi họp báo chuyên đề về những vấn đề xung quanh dự án luật tài sản, nhiều ý kiến tỏ ra lo ngại về khả năng thu đúng và tính đủ của dự án luật này khi mà hiện tại Việt Nam chưa có được cơ sở dữ liệu đầy đủ. Tuy nhiên, Bộ Tài chính khẳng định có đủ cơ sở để thu, nhưng để tính đủ sẽ cần thời gian để hoàn thiện. Chúng ta biết là họ có nhà đây, nhà thành phố Hồ Chí Minh, làm sao biết đấy là một ông chủ sở hữu? Thì chúng ta phải xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu mã số của người nộp thuế không? Chuyện chắc là rất khó. Mà còn cái việc mà lại cái nhà thành phố Hồ Chí Minh không đứng tên của ông chủ ấy, có mã số ấy, không đứng tên chủ ấy, thì chắc là hiện nay chúng ta cũng chưa cách gì để làm được. Tôi cho rằng là cái việc đấy là việc quản lý về nhà ở của chúng ta phải từng bước để làm được cái việc đấy.
Theo Bộ Tài chính, trong trường hợp người nộp thuế không có khả năng nộp thuế thì được chậm nộp tiền thuế và không tính phạt chậm nộp. Người nộp thuế có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản. Theo Bộ Công Thương, Nga sẽ đẩy mạnh các hoạt động giao lưu thương mại, tìm kiếm và gia nhập thị trường Việt Nam ở nhiều lĩnh vực. Vì thế, việc tìm hiểu thông tin thị trường, đặc biệt là kinh doanh tại Việt Nam, là vấn đề đang rất được các doanh nghiệp Nga quan tâm. Đây cũng chính là nội dung tại buổi tọa đàm chuyên đề những đặc thù và khía cạnh thực tiễn của gia nhập thị trường Việt Nam do Bộ Công Thương Nga tổ chức diễn ra vào ngày hôm qua tại Hà Nội. Các doanh nghiệp Nga đánh giá Việt Nam nằm trong số 10 quốc gia triển vọng nhất để mở rộng xuất khẩu trong thời gian tới. Cơ quan đại diện thương mại Liên bang Nga tại Việt Nam, cơ quan kết nối doanh nghiệp Nga vào Việt Nam đã thông báo đến các doanh nghiệp Nga về tình hình phát triển kinh tế chung của Việt Nam, quy trình đăng ký kinh doanh, sản phẩm, các đặc khu kinh tế, điều kiện kinh doanh, hệ thống giao thông, đặc biệt là đường sắt tại Việt Nam, những tiềm năng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Hiện các doanh nghiệp Nga quan tâm vào ngành nông nghiệp, dược phẩm, ngành công nghiệp đóng tàu. Cơ quan đại diện thương mại Liên bang Nga tại Việt Nam cho biết sẽ hỗ trợ tối đa về thông tin, quy trình thủ tục các doanh nghiệp Nga tham gia quá trình hoạt động thương mại tại Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Rình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp giao ban xây dựng cơ bản quý 1 năm 2018. Quý 1 năm 2018, giá trị giải ngân vốn do tỉnh quản lý gần 830 tỷ đồng, đạt gần 15,3% tổng kế hoạch vốn năm 2018. Trong tổng số 45 dự án bố trí vốn khởi công xây dựng mới năm 2018, tính đến thời điểm này đã có 5 dự án khởi công xây dựng, 11 dự án đang tổ chức đấu thầu, 29 dự án đang thực hiện thủ tục lập và trình duyệt thiết kế kỹ thuật, thi công, tổng dự toán. Tại cuộc họp giao ban xây dựng cơ bản quý 1 năm 2018, các sở ngành địa phương báo cáo tiến độ thực hiện các nội dung đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao như bồi thường giải phóng mặt bằng tuyến tránh quốc lộ 56, khảo sát vấn đề ô nhiễm nguồn nước từ khu xử lý chất thải Thiên Phước, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai đối với Hồ Đá Đen. Kết quả làm việc với các bộ ngành trung ương về dự án đường 991B, rà soát thống kê quỹ đất công và tài sản thuộc sở hữu nhà nước, làm việc với công ty hóa dầu Long Sơn về hợp đồng thuê đất và tiền thuê đất thuộc dự án tổ hợp hóa dầu miền Nam. Ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án, chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc theo thẩm quyền hoặc kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý. Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì theo dõi tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các dự án, kịp thời đề xuất tỉnh điều chỉnh các dự án giải ngân chậm sang các dự án có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn xây dựng cơ bản. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có cuộc họp với các sở ban ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân huyện Đất Đỏ để nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án tại khu du lịch Mỹ Mỹ tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ. Đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2008 và Sở Xây dựng đã thỏa thuận địa điểm với diện tích là 19,6 ha. Việc triển khai dự án khu du lịch Mỹ Mỹ của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Mỹ Mỹ rất chậm. Nguyên nhân theo chủ đầu tư là do thời gian phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 kéo dài. Bên cạnh đó, do tình trạng khai thác cát trái phép trong khu vực nên bãi đất nổi thuộc khu B của dự án bị sụt lún và hầu như chìm trong nước. Qua đánh giá tính khả thi của dự án khu du lịch Mỹ Mỹ tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, chủ đầu tư đã có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép công ty tiếp tục triển khai dự án. Tại cuộc họp, nghe các sở ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân huyện Đất Đỏ báo cáo tình hình thực hiện dự án khu du lịch Mỹ Mỹ, ông Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành rà soát lại tình hình thực hiện dự án để có hướng giải quyết phù hợp cho chủ đầu tư. Thưa quý vị, cuối năm 2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai thí điểm đào vét lòng hồ chứa nước sông Kinh và hồ sông Hỏa, huyện Xuyên Mộc nhằm tăng dung tích thiết kế đáp ứng yêu cầu sử dụng nước sinh hoạt và sản xuất của người dân. Tuy nhiên, thì trong quá trình triển khai đào vét, nước trong hồ bị dẫn đục, ảnh hưởng đến sản xuất sinh hoạt của người dân. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phối hợp với các đơn vị liên quan đã có cuộc họp đánh giá, rút kinh nghiệm việc nạo vét lòng hồ chứa nước. Qua đó đề ra giải pháp khắc phục. Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh tham dự hội nghị. Sau khi được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương phê duyệt dự án nạo vét lòng hồ chứa nước sông Kinh và hồ sông Hỏa, huyện Xuyên Mộc, cuối năm 2017, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ sản xuất Cát Hà, chủ đầu tư dự án đã tiến hành nạo vét hai hồ. Tuy nhiên, do công ty tổ chức thi công chưa khoa học nên để xảy ra hiện tượng đục nước hồ.
Tại hội nghị đánh giá rút kinh nghiệm về việc nạo vét lòng hồ chứa nước sông Kinh và hồ sông Hỏa, lãnh đạo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho biết sẽ chỉ định đơn vị tư vấn giám sát có năng lực thực hiện công tác giám sát thi công, yêu cầu đơn vị thi công lựa chọn phương pháp thi công hiệu quả và tiến độ báo cáo thực hiện theo định kỳ. Chủ đầu tư của hai dự án trên phải có biện pháp khắc phục các tồn tại và hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại nếu có. Giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu thô của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong quý 1 đạt mức tăng trưởng khá, với mức tăng gần 10% so với cùng kỳ. Mức tăng trưởng này hứa hẹn tạo đà cho công nghiệp Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục phát triển trong những tháng tiếp theo, qua đó góp phần vào mục tiêu tăng trưởng chung của tỉnh trong năm 2018. Với giá nguyên liệu ổn định, các doanh nghiệp tích cực thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nên lĩnh vực công nghiệp của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong quý 1 năm 2018 có mức tăng khả quan. Trong đó, nhóm sản phẩm chủ lực như vật tư xây dựng, quần áo may sẵn, giày, một số mặt hàng thực phẩm tăng trưởng mạnh từ 0,2% đến 50%. Tình hình thời tiết thì mấy tháng đầu so với năm ngoái thì nó ít mưa hơn. Hơn năm ngoái thì huy động rất là nhiều. Từ đầu năm đến giờ thì cái khách hàng đã đến với chúng tôi rất là nhiều. Có những khách hàng đã đặt kế hoạch ký hợp đồng với chúng tôi cả một năm. Rồi có những khách hàng là đã đến tháng 8 và tháng 7. Và đặc biệt là năm nay chúng tôi đã phát triển được mấy khách hàng mới. Năm 2018, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đặt mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu khí tăng 8,56% so với năm 2017, tương đương gần 230.700 tỷ đồng. Để thực hiện mục tiêu, tỉnh đã và đang đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đổi mới công nghệ thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin. Tỉnh cũng ưu tiên thu hút đầu tư phát triển công nghiệp chất lượng cao và công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chế tạo, công nghiệp hóa chất và công nghiệp vật liệu. Chủ yếu là các nghề chúng ta thu hút các nghề vừa và nhỏ, những công nghiệp thân thiện môi trường, công nghiệp cơ khí chế tạo. Đặc biệt chúng ta phải hỗ trợ các thủ tục về đầu tư, về phát triển hạ tầng, những cái tiếp cận dịch vụ để phục vụ cho các nhà đầu tư. Một ý nữa là vấn đề chúng ta cái đất đai, rồi mặt bằng, cái đó phải quyết liệt phải làm. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp ngành tạo điều kiện để các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay dài hạn với lãi suất ưu đãi để đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Với phương châm luôn đồng hành cùng doanh nghiệp và nhà đầu tư, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã và đang tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh hiệu quả trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện kế hoạch giám sát các trung tâm ngoại ngữ, tin học về việc thực hiện các quy định của pháp luật. Ngày 13 tháng 4, đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo để nghe báo cáo về công tác thẩm định, cấp phép và quản lý chương trình, giáo trình, thiết bị dạy học của ngành giáo dục tỉnh đối với các trung tâm tin học, trung tâm ngoại ngữ ngoài công lập. Báo cáo với đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện có 62 trung tâm tin học ngoại ngữ đang hoạt động. Thời gian qua, công tác thẩm định cấp phép hoạt động được Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong công tác quản lý, năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành kiểm tra 23 trên 62 trung tâm tin học ngoại ngữ về chính sách đối với cán bộ quản lý, nhân viên, giáo viên, hợp đồng lao động với người nước ngoài, mức thu lệ phí, học phí, việc cấp chứng chỉ cho học viên sau khi kết thúc khóa học. Qua kiểm tra giám sát, Sở Giáo dục và Đào tạo đã xử lý 9 trung tâm vi phạm. Đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhằm hỗ trợ các trung tâm hoạt động đúng quy định của pháp luật, đồng thời phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm nếu có để đảm bảo quyền lợi cho các học viên. Khép lại vòng quay 24 giờ là những thông tin liên quan đến lĩnh vực thể dục thể thao. Thưa quý vị, giải bóng đá hạng nhì quốc gia 2018 có 14 đội tham dự, trong đó có câu lạc bộ bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu. Giải khởi tranh vào ngày 25 tháng 4 tới. Theo kết quả bốc thăm của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, câu lạc bộ bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu nằm ở bảng B gồm các đội Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, Vĩnh Long, Tiền Giang, Bến Tre và Macon Sài Gòn.
Trận đấu mở màn của câu lạc bộ bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu giải bóng đá hạng nhì quốc gia năm 2018 sẽ là chuyến làm khách tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 25 tháng 4 tại câu lạc bộ Mancon Sài Gòn. Tiếp đó đội bóng của tỉnh trở về sân nhà Bà Rịa để tiếp đón các vị khách Tiền Giang vào dịp lễ 30 tháng 4. Ngày 5 tháng 5 và ngày 15 tháng 5, Bà Rịa Vũng Tàu lần lượt làm khách trên sân Long An và Vĩnh Long. Hai trận đấu còn lại của lượt đi giải bóng đá hạng nhì quốc gia 2018, thầy trò Nguyễn Hồng Tiến sẽ tiếp đón An Giang vào ngày 21 tháng 5 và Bến Tre vào ngày 25 tháng 5. Giải chia làm hai bảng, các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt đi và về để tính điểm, xếp hạng. Hai đội đứng đầu hai bảng sẽ thi vào đấu vòng chung kết, chọn hai đội giành quyền thăng hạng nhất quốc gia 2019. Trong chương trình thời sự tối ngày 10 tháng 4, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phát phóng sự lớp học bóng đá đặc biệt. Với nhân vật chính là anh Bùi Vĩnh Gia, một thanh niên khuyết tật vượt lên nghịch cảnh, mở lớp học bóng đá miễn phí cho hơn 300 trẻ em ở xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc. Thưa quý vị, sau khi phóng sự được phát sóng đã tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, gây xúc động cho nhiều khán giả theo dõi. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Văn hóa Thể thao đến gặp gỡ tặng quà đồng viên thầy trò câu lạc bộ bóng đá Cream. Tại buổi gặp gỡ các thành viên câu lạc bộ bóng đá Cream, ông Phan Thanh Sang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao biểu dương nỗ lực của huấn luyện viên Bùi Vĩnh Gia là người gây dựng câu lạc bộ, đồng thời trực tiếp huấn luyện đào tạo các em nhỏ đam mê bóng đá. Sở Văn hóa Thể thao đã trao 10 triệu đồng của cá nhân ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và 10 triệu đồng của Văn phòng Tỉnh ủy cho câu lạc bộ bóng đá Cream. Nhân dịp này, Sở Văn hóa Thể thao tặng câu lạc bộ bóng đá Cream 20 quả bóng mini để tập luyện và thi đấu. Thưa quý vị, tại một số doanh nghiệp trong quá trình sản xuất nhất thiết phải cần đến một lượng dầu nhớt để bôi trơn hoặc là làm nguyên liệu đầu vào cho quá trình vận hành các loại máy móc thiết bị. Và sau khi sử dụng xong thì các thùng phi sắt chứa dầu trở thành đống phế thải vô dụng, thậm chí là còn trở thành tác nhân gây ô nhiễm môi trường và buộc phải xử lý theo đúng quy trình quy định. Đối với nhiều người, nhiều doanh nghiệp, các thùng phi sắt là phế thải, là thứ bỏ đi. Nhưng với các đoàn viên thanh niên chi đoàn nhà máy xử lý khí dinh cố thuộc công ty chế biến khí Vũng Tàu, thì nó là nguyên liệu làm nên những sản phẩm hữu ích trong cuộc sống. Hữu ích như thế nào? Các bạn trẻ đã làm được điều này ra sao? Câu chuyện ai thế nào vì sao sẽ có câu trả lời. Những ngày này, các bạn trẻ thuộc chi đoàn thanh niên nhà máy xử lý dinh cố công ty chế biến khí Vũng Tàu đang bận rộn hoàn tất những công đoạn cuối cùng của công trình thanh niên năm 2018 là tái chế các thùng phi phế thải thành vật dụng tiện ích. Sau khi gửi cho tất cả các bạn thì mình gom lại những cái lấy mẫu mã đẹp và trang bị cho các bạn một số cái dụng cụ để tiến hành làm. Ở quá trình này mình làm, mình sẽ tạo điều kiện cho mọi người thấy được là tính sáng tạo của đoàn viên thanh niên của nhà máy. Trong quá trình vận hành, nhà máy xử lý dinh cố cần một lượng lớn dầu diesel và các loại dầu khác phục vụ cho hệ thống thiết bị phụ trợ. Sau khi đã sử dụng, các thùng phi này trở thành phế thải được giao cho nhà thầu xử lý rác thải hoặc sử dụng để chứa chất thải, chứa dụng cụ. Nhận thấy như vậy là quá lãng phí, một nhóm kỹ sư là đoàn viên thanh niên nhà máy xử lý khí dinh cố phối hợp với công đoàn lên ý tưởng, đề xuất ban quản đốc để thực hiện công trình thanh niên năm 2018. Công trình tái chế thùng phi đựng các loại dầu sau khi sử dụng. Là mình có thể tận dụng lại những thùng phi này để tạo ra những cái một số những cái vật dụng mà có thể sử dụng được. Thì các cái vật dụng này có thể giá trị nó không lớn, nhưng mà nó sẽ là một thứ nhất là mình sẽ được tái chế được các cái loại chất tự nhiên là chất thải. Thứ hai là từ các ý tưởng này thì các bạn đoàn thanh niên thì thực hiện ra các cái vật dụng để mà nghĩa là tạo điểm nhấn cho nhà máy. Được sự đồng ý của ban giám đốc, các thành viên trong nhóm mày mò thiết kế, chọn vật liệu, rồi tiến hành hàn, cắt, sơn phết. Tranh thủ mọi thời gian, lúc nghỉ giữa ca hay ngày nghỉ, mọi thành viên luôn nỗ lực để hoàn thành sản phẩm. Dựa vào quy cách của từng loại thùng phi cũng như không gian, diện tích và nhu cầu đơn vị, người sử dụng, mà kiểu dáng, màu sắc của từng chủng loại sản phẩm như bộ bàn ghế, bồn cây, giá dựng xe đạp được thiết kế và sản xuất mang nét riêng. Tái chế thùng phi đựng dầu, tinh thần tiết kiệm trong các lao động trẻ nói riêng, người lao động ở nhà máy xử lý khí dinh cố được nâng lên. Tính sáng tạo của đoàn viên thanh niên nhà máy càng được phát huy. Và em tham gia để nâng cao cái
nâng cao cái khả năng tìm tòi, khả năng sáng tạo của bản thân, phát triển cho bản thân và cho cả đoàn của KVT. Các sản phẩm tái chế từ thùng phi đựng dầu được đưa vào sử dụng trong khuôn viên nhà máy xử lý khí dinh cố CPP, ở nơi giao ca, nơi ngồi đợi xe, nơi nghỉ giải lao giữa giờ. Các sản phẩm này đã nhận được nhiều phản hồi tích cực để càng nỗ lực hoàn thiện những sản phẩm tiếp theo. Ngọc Diệu biết không, từ những cái thành công ban đầu của công trình tái chế phế thải, hiện các sản phẩm tái chế của nhà máy xử lý khí dinh cố đã được giới thiệu đến tất cả các đơn vị trực thuộc của công ty chế biến và kinh doanh các sản phẩm khí. Như vậy thì ý nghĩa giáo dục nè, ý nghĩa xã hội và cả ý nghĩa về mặt kinh tế ngày càng lan tỏa, phải không thưa quý vị? Bây giờ tiếp nối sẽ là những thông tin mà cư dân mạng quan tâm. Mạng xã hội đang chia sẻ video ghi cảnh một người đàn ông trung niên đi xe đạp, đứng chặn trước hàng dài xe hơi, không cho đi tiếp. Vụ việc xảy ra trên đường Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, khiến giao thông bị ùn ứ. Sở dĩ người đàn ông trung niên có hành động như vậy vì một tài xế xe hơi đã chạy lấn làn. Tuy nhiên người đàn ông này lại không biết phía sau chiếc xe hơi mình chặn lại có rất nhiều xe hơi khác và cả xe cứu thương. Nhiều cư dân mạng cho rằng người đàn ông trên đang gây cản trở giao thông. Trong khi đó, không ít người lại bênh vực cho hành động bắt buộc tài xế xe ô tô phải trở về đúng làn đường dành cho mình. Đa phần các bình luận đều nhận định, bên cạnh việc tuân thủ theo luật giao thông thì vấn đề văn hóa giao thông của người tham gia đóng vai trò rất quan trọng nhằm hạn chế ùn tắc giao thông và những hệ lụy không mong muốn từ việc cản trở đường của các loại xe ưu tiên. Ai cũng muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc sự kiện đáng nhớ trong cuộc đời của mình, nhất là những hình ảnh về lễ cưới. Nhưng cách mà đôi trai gái này lưu lại những khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời mình lại khiến cộng đồng mạng chỉ trích. Trong video clip được chia sẻ trên mạng, cặp đôi cùng ekip này thực hiện bộ ảnh cưới của mình dưới lòng đường Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng, thành phố Hà Nội trong thời điểm xe cộ tấp nập khiến xe cộ lưu thông qua đây bị cản trở. Cộng đồng mạng đều kịch liệt phản đối hành động trên vì điều đó có thể gây nguy hiểm cho cả bản thân người thực hiện và những người đang lưu thông trên đường. Các bình luận cho rằng, để có những bức hình lung linh mà bất chấp nguy hiểm gây ảnh hưởng đến các phương tiện khác thì không nên chút nào. Những tháng mùa khô, biên độ, nhiệt độ dao động thất thường là điều kiện thuận lợi để các virus gây bệnh, lở miệng, rộp môi phát triển. Do đó, video clip hướng dẫn cách chữa bệnh nhiệt miệng được cư dân mạng đang lan truyền với tốc độ chóng mặt. Nội dung video clip đem đến nhiều ngạc nhiên thú vị cho người xem khi chỉ ra cách chữa lành vết lở miệng, rộp môi rất dễ dàng thông qua những phương thuốc quen thuộc hiện hữu trong bếp của hầu hết các gia đình, đó là chanh, mật ong, rau tí tô, rau bùa ngót. Nối tiếp chương trình, bản tin thế giới 360 độ sẽ chuyển đến quý vị những thông tin thế giới nổi bật trong 24 giờ qua. Nhật Bản đề xuất tư cách lưu trú mới cho người lao động nước ngoài. EU nỗ lực bảo vệ quyền lợi nhà nông trong chuỗi chế biến thực phẩm. Mỹ tìm khả năng tái gia nhập TPP. Iraq tổ chức giải bóng đá quốc tế đầu tiên sau 20 năm. Bản tin thế giới 360 độ sẽ chuyển đến quý vị những diễn biến đáng chú ý trong nhiều lĩnh vực. Trước tiên là thông tin về cuộc khủng hoảng người tị nạn Rohingya tại Myanmar. Bộ trưởng Phúc lợi Xã hội Myanmar, ông Win Hyat Aer, ngày 13 tháng 4 cho biết, những người tị nạn Hồi giáo Rohingya sẽ được phép trở về Myanmar càng sớm càng tốt, bất chấp tiến trình hồi hương hiện đang bị chững lại, cũng như cảnh báo của Liên Hợp Quốc rằng sự an toàn của những người này có thể không được đảm bảo. Hôm qua, Bộ trưởng Phúc lợi Xã hội Myanmar, ông Win Myat Aer, đã thăm một trong những trại tị nạn của người Hồi giáo Rohingya ở Cox's Bazar tại Bangladesh. Bộ trưởng Aer được giao nhiệm vụ giám sát công tác hồi hương người Rohingya từ Bangladesh về Myanmar. Phát biểu cho báo giới sau cuộc gặp các quan chức Bangladesh, ông Aer nêu rõ, Myanmar có thể vượt qua rất nhiều khó khăn đang phải đối mặt, và ông tin chắc rằng chính quyền sẽ bắt đầu tiến trình hồi hương càng sớm càng tốt. Hơn 700.000 người Rohingya đã buộc phải rời khỏi Myanmar để sang lánh nạn ở Bangladesh sau cuộc thanh trừng của quân đội Myanmar hồi năm ngoái ở bang Rakhine. Thưa quý vị, đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng do dân số trong độ tuổi lao động giảm, chính phủ Nhật Bản đề xuất phương án giải quyết. Theo đó, cho phép một số đối tượng người nước ngoài nhất định được tới làm việc tại Nhật Bản.
Hiện lao động nước ngoài làm việc tại Nhật Bản theo hai diện tư cách lưu trú. Thứ nhất là những người làm việc trong 18 ngành chuyên môn, trong đó có giáo viên đại học, bác sĩ và luật sư. Thứ hai là những người sang Nhật theo chương trình thực tập sinh kỹ năng. Tư cách lưu trú mới được chính phủ đề xuất sẽ cho phép người nước ngoài với một số kỹ năng nhất định được làm việc tại Nhật Bản tối đa là 5 năm. Những người đã hoàn thành chương trình thực tập sinh cũng có thể chuyển sang tư cách lao động mới này, với điều kiện không mang theo gia đình sang Nhật Bản. Chính phủ sẽ yêu cầu công ty tuyển dụng những lao động này phải vạch ra kế hoạch hỗ trợ để giúp họ ổn định cuộc sống và bố trí chỗ ở. Chính phủ cho biết thêm rằng, cũng đang xem xét cho phép những người có visa lao động có thể ở lại Nhật vô thời hạn nếu vượt qua các kỳ thi điều kiện trong 5 năm sống tại Nhật. Phần thông tin kinh tế sẽ liên tục bản tin thế giới 360 độ. Ủy ban châu Âu EC hôm qua đã công bố một đề xuất nhằm đảm bảo quyền đàm phán của người nông dân trong chuỗi cung ứng thực phẩm, giúp họ không bị tổn thương trước các hành vi gian lận thương mại của một số đối tác trong chuỗi cung ứng thực phẩm, người tiêu dùng, ngành công nghiệp chế biến và các nhà phân phối. Theo đó, EC muốn bãi bỏ một số hành vi thương mại bị đánh giá là không trung thực trong chuỗi cung ứng thực phẩm đã qua chế biến, vốn gây bất lợi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như những người nông dân, những đối tượng dễ bị tổn thương nhất do các hành vi gian lận thương mại của một số đối tác trong chuỗi. Bằng cách thiết lập các tiêu chuẩn tối thiểu và tăng cường thực thi pháp luật, đề xuất trên sẽ đảm bảo để các nhà khai thác trong lĩnh vực này có thể cạnh tranh trong các điều kiện công bằng hơn. Có một số bằng chứng tại các quốc gia thành viên cho thấy người nông dân không được đối xử công bằng. Vì thế, đề xuất này cũng tạo ra một sân chơi bình đẳng hơn, một sáng kiến đảm bảo sự công bằng cho tất cả các thành phần tham gia chuỗi cung ứng. Tổng thống Mỹ ông Donald Trump vừa có động thái bất ngờ khi chỉ thị các quan chức cấp cao xem xét khả năng thương lượng một thỏa thuận tốt hơn để Mỹ có thể trở lại Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Nhà Trắng khẳng định chỉ thị mới của ông Trump nhất quán với các tuyên bố trước đó rằng ông đã giữ lời hứa rút khỏi TPP vì thỏa thuận này không công bằng với các công nhân và nông dân Mỹ. Tuy nhiên, ông vẫn luôn để ngỏ với một thỏa thuận tốt hơn. Ngay lập tức từ Tokyo, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản ông Taro Aso đã bày tỏ ủng hộ trước quyết định mới của Tổng thống Mỹ, đồng thời hy vọng vấn đề này sẽ được lãnh đạo Mỹ và Nhật Bản thảo luận trong cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến diễn ra tuần tới. Trong báo cáo vừa công bố, Tổ chức Thương mại Thế giới WTO dự báo trao đổi thương mại thế giới sẽ đạt mức tăng trưởng 4,4% trong năm 2018 và khoảng 4% trong năm 2019. Tuy nhiên, Tổng giám đốc WTO ông Roberto Azevedo cảnh báo rằng tiến bộ quan trọng này có thể nhanh chóng bị phá hoại nếu các chính phủ chỉ dựa vào các chính sách thương mại hạn chế, đặc biệt các biện pháp trả đũa thương mại leo thang không thể kiểm soát nổi. Theo ông Roberto Azevedo cho rằng, hiện tại mặc dù những rủi ro đối với nền kinh tế được kiểm soát ở mức ổn định hơn so với thời điểm xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008-2009, nhưng bất ổn lại đang gia tăng. Theo WTO, bất kỳ biện pháp bảo hộ thương mại nào nếu Mỹ thực thi đều gây bất ổn cho kinh tế thế giới. Nhật Bản mới đây đã phát hiện một mỏ khoáng chất đất hiếm có khối lượng hàng triệu tấn, đảm bảo sự phát triển công nghiệp của đảo quốc này cho tới hàng trăm năm sau. Thông tin về phát hiện giá trị trên được các nhà khoa học của Trường học Tokyo và Cơ quan Khoa học và Công nghệ Hải dương Trái đất Chamstech vừa công bố trên tạp chí khoa học Scientific Reports của Anh. Nghiên cứu cho biết, bùn từ đáy biển ngoài khơi quần đảo Ogasawara cách Tokyo 2.000 km về phía đông nam, chứa mật độ cao các nguyên tố đất hiếm và yttrium ri, một số trường hợp lên tới gần 8.000 phần triệu. Báo cáo viết rằng, loại bùn giàu ri này có tiềm năng lớn trở thành tài nguyên kim loại rất hiếm vì có khối lượng khổng lồ và các tính chất khoáng vật có lợi. Các nhà nghiên cứu đã khoanh vùng một khu vực đáy biển rộng 400 km vuông, ước tính chưa đến 16 triệu tấn oxit đất hiếm. Không những vậy, số yttrium, europium, terbium và dysprosium tại khu vực này còn đủ đáp ứng nhu cầu trong nước trong hàng trăm năm. Quý vị đừng bỏ qua những thông tin môi trường, văn hóa, thể thao, giải trí mà chúng tôi tiếp tục chuyển đến quý vị ngay sau đây nhé. Hàn Quốc là một trong những nước đi đầu trong các sáng kiến và quy định phòng chống cháy nổ. Luật pháp Hàn Quốc quy định rất rõ, chính quyền, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân phải làm gì để phòng chống cháy nổ. Những ai vi phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy đều bị phạt rất nặng. Các thiết bị phòng chống cháy có thể được nhìn thấy ở mọi nơi, từ nhà riêng, chung cư, cửa hàng, nhà ga, tàu điện ngầm, trên xe hơi hay các phương tiện giao thông công cộng. Một trong những điều khá mới mẻ là ở đây người ta đã thành lập một tổ chức có tên là Hiệp hội An toàn phòng chống cháy nhằm hướng dẫn, giáo dục người dân, trao đổi thông tin và thúc đẩy các hoạt động phòng chống cháy nổ trên khắp cả nước. Hiệp hội này ra đời năm 1980, có trụ sở chính ở thủ đô Seoul và chi nhánh ở 14 tỉnh thành lớn của Hàn Quốc. Người dân có thể dễ dàng truy cập trang web của Hiệp hội để tìm hiểu và chia sẻ thông tin, kinh nghiệm khi xảy ra cháy nổ. Điều đáng chú ý nhất là Hiệp hội An toàn phòng chống cháy này giúp đào tạo ra các chuyên gia phòng cháy chữa cháy giỏi để họ đảm nhận các nhiệm vụ khi cần thiết.
Không chỉ có vậy, Hiệp hội còn tham gia nhiều hoạt động đa dạng thúc đẩy công tác phòng cháy chữa cháy trong dân chúng, nghiên cứu công nghệ an toàn cũng như nhiều hệ thống liên quan đến an toàn chống cháy nổ, phối hợp hoạt động với các nước khác. Các thành phố Afrin, Fasta và Kabbalah của Iraq đã được cho phép tổ chức các trận đấu bóng đá chính thức. Ba thành phố này đã được cấp phép tổ chức các trận giao hữu năm ngoái khi tình trạng an ninh đã trở nên ổn định. Trước đó, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã cấm đất nước này tổ chức các giải quốc tế do lo ngại về tình hình an ninh tại quốc gia này. Sau đó, lệnh cấm đã được tháo gỡ vào năm 2012, nhưng việc mất điện trong trận đấu giữa Iraq và Jordan tại Afrin đã khiến FIFA buộc phải phục hồi lệnh cấm. Chúng tôi tới từ Afrin để cổ vũ cho đội tuyển quốc gia Iraq. Ngày hôm nay, đội tuyển Iraq sẽ đấu với đội Liban. Trận đấu được tổ chức tại sân nhà Iraq nên đây là lợi thế đối với đội tuyển của chúng tôi. Trong nhiều năm qua, Iraq đã đầu tư xây dựng hệ thống sân vận động hiện đại và nỗ lực thuyết phục FIFA dỡ bỏ lệnh cấm để những người hâm mộ nước nhà có cơ hội thưởng thức những trận cầu quốc tế ngay tại sân nhà. Tuy nhiên, FIFA nói thêm rằng vẫn chưa đồng ý với đề nghị từ chính quyền Iraq để tổ chức những trận đấu tại thủ đô Baghdad. Nhưng người đứng đầu FIFA hứa hẹn rằng đơn đề nghị của thành phố này vẫn được tiếp tục xem xét. Việc dỡ bỏ lệnh cấm này của FIFA đã mang đến một luồng gió mới cho thể thao Iraq và cả những người hâm mộ. Dịch vụ phát hành trực tuyến Netflix vừa thông báo sẽ rút các bộ phim của mình khỏi liên hoan phim Cannes sắp diễn ra vào tháng 5 tới tại Pháp. Lý do được cho là do các quy định mới của ban tổ chức năm nay khi phim muốn tranh giải phải được chiếu ở rạp, trong khi các tác phẩm của Netflix được phát hành trực tuyến nên không đạt được điều kiện này, rằng các bộ phim của Netflix không phát hành tại Pháp sẽ không được xem xét tranh giải. Giải pháp được đề ra là phim của Netflix sẽ chiếu và xuất ở Pháp để đủ tiêu chuẩn tranh giải. Tuy nhiên, nếu làm như vậy, phải 36 tháng sau phim mới có thể chiếu trực tuyến, làm đảo lộn kế hoạch phát hành của đơn vị. Do đó, Netflix khẳng định sẽ không phát hành phim của mình ở các rạp chiếu của Pháp cho đến khi luật thay đổi. Đây là bảo tàng Atelier de Lumière, một bảo tàng du khách có thể thực sự bước chân vào thế giới của những tác phẩm hội họa nổi tiếng. Khách tham quan đến với bảo tàng này sẽ được chiêm ngưỡng tác phẩm của danh họa người Áo Gustav Klimt một cách vô cùng độc đáo. Để làm được điều này, ban tổ chức đã phải sử dụng tới 120 chiếc máy chiếu kết hợp cùng hệ thống âm thanh hoành tráng cùng công nghệ kỹ thuật số đặc biệt. Toàn bộ 33.000m2 bề mặt của bảo tàng Atelier de Lumière đã trở thành không gian trình chiếu các tác phẩm trữ danh của Klimt như The Kiss hay Dane, khiến khách tham quan được đắm mình trong không gian hội họa đậm chất Klimt thế kỷ thứ 19. Những món ăn được chế biến với kích thước nhỏ bằng đầu ngón tay, đó là ý tưởng đang được một cặp vợ chồng ở Thổ Nhĩ Kỳ triển khai. Tất cả được nấu nướng chế biến trong một nhà bếp nhỏ xinh không kém. Dưới bàn tay khéo léo của chị Adin cùng chồng, những món ăn này tuy kích thước nhỏ bé nhưng vẫn mang trọn hương vị truyền thống. Có điều, với những dụng cụ tí hon, để nấu ra một món ăn có kích thước nhỏ như thế này, vợ chồng chị sẽ phải mất thời gian gấp 3 lần so với thông thường. Đây là niềm đam mê trong suốt một năm rưỡi qua của vợ chồng chị Adin nhằm quảng bá ẩm thực phong phú của Thổ Nhĩ Kỳ và thỏa mãn tình yêu của hai người với những món ăn nổi tiếng của quê hương. Trở lại với thông tin ngày mới là những tiêu điểm được các trang báo đề cập hôm nay. Báo Thanh Niên vừa đăng tải bài viết ồ ạt chặt tiêu trồng chuối cấy mô. Giá tiêu xuống thấp cộng với giá chuối cấy mô đang cao ngất ngưỡng khiến nhiều nông dân tỉnh Đồng Nai chặt bỏ cây tiêu, chuyển sang trồng chuối cấy mô. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Nai, ông Huỳnh Thành Vinh đã bày tỏ lo ngại khi thị trường chuối của Việt Nam đang phụ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc. Theo ông Vinh, nếu người dân cứ đổ xô trồng chuối như vậy, dễ dẫn đến tình trạng cung vượt cầu. Khi Trung Quốc ngừng thu mua thì không biết tiêu thụ chỗ nào cho hết. Lúc đó lại cầu cứu chính quyền vào cuộc giải cứu. Bác bỏ thông tin Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa trưng bày sai chân dung Đinh Công Tráng, tiêu đề bài viết được đăng trên báo Tuổi Trẻ. Mấy ngày qua trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một tài tử rất đẹp trai, đầu tóc chải chuốt rất điệu, ăn mặc đồ Tây và thắt cà vạt được trưng bày ở Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa. Bức ảnh này được cho là ông Đinh Công Tráng, một lãnh đạo trong cuộc khởi nghĩa Cần Vương. Trước sự việc này, lãnh đạo Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa khẳng định hình ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội không có tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa. Khung của hình ảnh này và hình thức trưng bày không đúng với quy cách, bố cục, nội dung, hình thức trưng bày tại bảo tàng. Liên quan tới vụ việc dùng bột than để sản xuất thuốc ung thư Vinaca, trên báo Sài Gòn Giải Phóng hôm nay có bài đề cập
Sở Y tế Hải Phòng đã ra quyết định rút toàn bộ phiếu công bố sản phẩm mang thương hiệu Vinaca của công ty Hồng An Phong, đồng thời thông báo cấm lưu hành các sản phẩm vi phạm của công ty trách nhiệm hữu hạn Vinaca. Ô tô loạn giá, tránh mất tiền oan, đồng loạt rủ nhau ngừng mua xe, tiêu đề bài viết đang được đăng trên báo Vietnamnet. Trên một số trang mạng, diễn đàn về ô tô đang có những ý kiến kêu gọi tạm dừng mua ô tô để chờ giá giảm hơn nữa. Mua lúc này sẽ bị thiệt khi giá xe xuống thấp, giống như nhiều khách hàng đã buốt ruột khi mua xe năm 2017. Báo Bà Rịa Vũng Tàu hôm nay có bài Hộp thư góp ý tại xã phường đã hoàn thành nhiệm vụ. Hộp thư góp ý tại xã phường là cầu nối, là nơi nhận đề nghị kiến nghị bằng văn bản của công dân với cơ quan hành chính nhà nước. Tuy nhiên, trong bối cảnh phương tiện thông tin ngày càng phát triển và hiện đại, người dân không còn sử dụng hộp thư góp ý nữa. Thưa quý vị, quý 1 năm 2018, kim ngạch xuất khẩu trừ dầu thô của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đạt gần 970 triệu đô la Mỹ, tăng 14,6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, mức tăng này chủ yếu ở phân khúc gia công lắp ráp, xuất thô và phụ thuộc nhiều vào khối doanh nghiệp nước ngoài. Song song đó thì công nghiệp hỗ trợ của tỉnh chưa đáp ứng được cho các ngành công nghiệp khác nên nhiều lĩnh vực phải phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu. Nên theo ngành chức năng, về lâu dài, nếu không có giải pháp cải thiện, Bà Rịa Vũng Tàu sẽ khó hoàn thành mục tiêu xuất khẩu đặt ra trong thời gian tới. Tăng 14,6% so với cùng kỳ quý 1 năm 2017, kim ngạch xuất khẩu trừ dầu thô của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ở quý 1 năm 2018 tăng chủ yếu ở nhóm ngành công nghiệp tiểu thủ công nghiệp như may mặc, giày da, chế biến hải sản, thép, gỗ. Về hàng hóa thì chúng tôi đã chuẩn bị sẵn, đến giờ phút này thì chúng tôi vẫn hoạt động đầy đủ. Tất cả các cái công đoạn sản xuất đều hoạt động trôi chảy. Năm nay chúng tôi đặt cái chỉ tiêu nhập khẩu là khoảng 50-60% nguyên liệu từ các nước khác. Chính điều này là chúng tôi cũng đã chuẩn bị các cái kho hàng của mình và đặt cái quan hệ với khách hàng của nước ngoài. Đến nay thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị được khoảng 1/3 so với cái sản lượng nhập khẩu. Và trong từ đây đến 6 tháng đầu năm thì chúng tôi sẽ nhập đủ cái số lượng này để đảm bảo cho kế hoạch của cả năm. Năm 2018, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đặt mục tiêu tổng kim ngạch xuất khẩu trừ dầu thô đạt hơn 4 tỷ 400 triệu đô la Mỹ, tăng 12% so với năm 2017. Để đạt được mục tiêu, các doanh nghiệp luôn chú trọng chất lượng xuất khẩu cũng như gia tăng giá trị hàng hóa bằng hàm lượng công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của địa phương. Cùng với sự chủ động của các doanh nghiệp, về phía ngành công thương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu, trong đó đặc biệt chú trọng đến thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực xuất khẩu. Thì cái ngành công thương vẫn tập trung cùng với các ngành triển khai rất là mạnh cái công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cái cấp CO là rất là nhanh, chỉ trong khoảng 1-2 tiếng. Và ngoài ra thì thủ tục mà có liên quan đến xuất nhập khẩu là cũng tập trung tất cả các phòng để xử lý rất rốt ráo cho doanh nghiệp, để tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp trong cái hoạt động xuất khẩu của mình. Tới đây, Sở Công Thương sẽ tăng cường công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường trong và ngoài nước và quốc tế, quảng bá năng lực sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là mặt hàng có thế mạnh của tỉnh. Phía Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh sẽ tăng cường thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng với lãi suất ưu đãi nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh. Theo ngành chức năng, dù xuất khẩu của tỉnh những tháng đầu năm 2018 đạt kết quả khả quan, nhưng chủ yếu vẫn là gia công lắp ráp, xuất thô và phụ thuộc nhiều vào khối doanh nghiệp nước ngoài, phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu. Nên nếu không có giải pháp cải thiện những điểm yếu, Bà Rịa Vũng Tàu sẽ khó hoàn thành mục tiêu xuất khẩu đặt ra trong năm 2018. Thưa quý vị, thời điểm sau Tết Nguyên Đán đến đầu mùa mưa là cao điểm xây dựng các công trình dân dụng. Nhu cầu về vật liệu xây dựng của người dân cũng như là doanh nghiệp xây dựng đều tăng cao trong khoảng thời gian này, khiến giá nhiều loại vật liệu xây dựng tăng đáng kể so với thời điểm trước đó. Ghi nhận tại một số cửa hàng vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu cho thấy so với hồi đầu năm 2018, giá thép cuộn đã tăng hơn 1.500 đồng một ký, còn thép cây tăng từ 2.000 đồng đến 5.000 đồng một cây, tùy vào chủng loại. Giá xi măng tùy loại dao động từ 70.000 đồng đến 90.000 đồng một bao 50 kg, tăng từ 1.000 đồng đến 2.000 đồng một bao. Giá gạch ống và gạch thẻ phổ biến từ 1.000 đồng đến 1.200 đồng một viên, tăng khoảng 100 đồng một viên.
Nguyên nhân giá vật liệu xây dựng tăng là do nhu cầu vật liệu xây dựng đã tăng 50% so với những tháng trước đó, do người dân đang tranh thủ điều kiện thời tiết khô ráo thuận lợi để xây cất nhà. Đặc biệt, các công trình đầu tư công của nhà nước cũng đang tăng cường thu mua vật liệu xây dựng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Dự báo sức mua vật liệu xây dựng còn tiếp tục tăng trong những tuần tới trước khi mùa mưa 2018 bắt đầu. Theo nhận định của nhiều doanh nghiệp và cửa hàng vật liệu xây dựng, rất khó có khả năng giá vật liệu xây dựng sẽ tăng thêm vì nguồn cung vật liệu xây dựng trên thị trường Bà Rịa Vũng Tàu đang khá dồi dào và có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 14 tháng 4. Hôm nay, khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục chịu ảnh hưởng rìa đông nam của vùng áp thấp phía Tây và áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh. Do đó, thời tiết của tỉnh tiếp tục nắng nóng kéo dài, duy trì trong khoảng từ 25 đến 34 độ. Trong đó, các địa phương như Vũng Tàu, Long Điền, Đất Đỏ và Xuyên Mộc mát mẻ hơn nhờ nằm ven biển. Do thời tiết khô nóng, độ ẩm thấp nên các địa phương có rừng cần tiếp tục chủ động đề phòng nguy cơ cháy rừng. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, trời nắng không mưa, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, độ ẩm tương đối 65 đến 86%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, ngày nắng không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 69 đến 83%. Vùng biển Vũng Tàu Côn Đảo mây thay đổi, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4, biển bình thường. Tại Vũng Tàu ngày 14 tháng 4 năm 2018, mực nước cao nhất 360cm xuất hiện lúc 13 giờ 20 phút, thấp nhất 140cm xuất hiện lúc 6 giờ 50 phút. Chương trình Ngày Mới của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình thời sự sau.